Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 42. Ikige otokke chatung hanenji arayo. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách làm một cái việc gì đó nhá. Ikige otokke chatung hanenji arayo. Bạn có biết làm cái việc này không? Biết làm cái việc này như thế nào không? Vận hành cái máy này như thế nào không? Nhá. Bạn có biết vận hành cái máy này như thế nào không? Kike là máy móc ạ, cái máy ạ. Chắc tông ha đà là vận hành. Nên chi, alta, buruta. Đây là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái ngữ pháp. Đó là động từ đi với nên chi, alta. Hoặc là động từ đi với nên chi, buruta. Là biết hay không biết về một việc gì đó. Mục tiêu bài học ngày hôm nay chúng ta có Kige Chattung Bob Somiagi. Ở đây hướng dẫn cách vận hành máy và Chakup Pokuhagi là báo cáo về công việc. Tức làm xong chúng ta cần phải báo cáo ấy. Phần từ vựng hôm nay chúng ta sẽ học về Kige Chattung là vận hành máy. Và cô trang tra cấp là chúng ta học về cái nghề đóng gói. Chúng ta có những cái hành động hoặc là những cái động từ hoặc là những cái danh từ gì liên quan. Tiếp theo chúng ta có phần trơm bô muôn hoa. Phần thông tin văn hóa thì chúng ta có là An chơn han toku mít kike sa yong bơm. An chơn han toku, đây là những cái dụng cụ an toàn, và mít đây là và, kige sayong bớp là phương pháp sử dụng máy móc. Thì ở đây ngữ pháp chúng ta có hai cái ngữ pháp, đó là động từ đi với nenchi, anta, buruta, là chúng ta biết làm hoặc là không biết làm về một việc gì đó. Tiếp theo động tính từ đi với lkot katha là chúng ta có thể là dịch là hình như hoặc là có lẽ, đó, chắc là. Đấy. Tiếp theo là chúng ta vào phần hội thoại số 1. Hội thoại số 1 này các bạn nhìn vào đây ạ, đây là cái máy cắt đúng không ạ? Đây hai bạn này đang đứng nói chuyện với nhau. Đây là gỗ đấy. Tức là xưởng này hoàn cảnh là chúng ta đang ở xưởng làm về gỗ. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem cuộc hội thoại này sẽ là gì. Minsu nói ạ, Parushi Onurun Ikigero chơi mốc trả lời는 일은 해야 돼요. Paru hôm nay đúng không ạ? Ikigero bằng cái máy này. Chơi mốc à mốc chê, mốc chê là cái gỗ nhá. Mốc chê là những cái miếng ván gỗ hoặc là cái thỏi gỗ đã cắt ra rồi. Trả lời는 일은 해야 돼요. Cắt đấy. Cái việc cắt này phải làm này. Phải làm cái việc cắt gỗ bằng cái máy này. Hôm nay. 그래요? Vậy à? Minsu 씨는 이 기계 어떻게 작동하는지 알아요? Vậy à? Oh, thật sao? Minsu 씨는 Minsu 이 기계 어떻게 작동하는지 알아요? Bạn có biết sử dụng cái máy này như thế nào không? 전 이건 써본 적이 없어서요. 전 là tôi, 저는 nhé. 이걸 cái này, 써본 적이 써보다 là thử sử dụng. N 적이 là đã từng, 없었어요 là vì tôi chưa từng sử dụng cái máy này trước đây. 자, nào 이렇게 하면 돼요. Làm như thế này thì được. 먼저 먼저 là đầu tiên đấy ạ. 먼저 손잡이에 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르세요. Là đầu tiên hãy ấn cái nút switch là cái công tắc ấy, hãy ấn cái công tắc. 누르다 đây là ấn ạ. CO là hãy ấn cái công tắc an toàn, an chơn là an toàn mà có ở
trên tay cầm, Son Chavi là cái tay cầm. 그리고 và 이 전원 스위치를 올리면, và nếu bạn bật cái công tắc nguồn, switch là công tắc này, chân luôn là nguồn điện này, công tắc nguồn ấy, thì kikega chặt tông ha ki si jack hều, thì cái việc khởi động thì máy bắt đầu khởi động. Kike là máy này, chặt tông ha ki si jack hều là bắt đầu vận hành, bắt đầu khởi động. Irake như thế này, chà, tham bơn hay vô sale. Nào, bạn hãy thử một lần đi. Son chavi에 있는 안전 스위치를 누르고, đây ạ, ấn vào cái công tắc ở trên, công tắc an toàn ở trên tay cầm. 전원 스위치를 올리면, nếu mà bật cái công tắc nguồn, à, quên rồi, à, được rồi. 기계가 작동하기 시작하면, nếu này bắt đầu vận hành cái máy, Son Chavi는 위 아래로 움직여서 là di chuyển lên xuống, 움직이다 là di chuyển, 위 là trên, 아래 là dưới, di chuyển trên dưới, 제목은 자르면 돼요 là cắt gỗ sẽ được. Tức cái máy cắt gỗ như này nó có hai cái nút, nút an toàn và nút nguồn điện. Thì sau khi mà bật cái công tắc an toàn đi, ngắt cái công tắc an toàn đi là xong, sau đó bật nguồn điện thì sẽ sử dụng được máy, máy nó sẽ chạy. Sau khi máy chạy thì cầm cái tay cầm nâng lên đặt xuống thì nó sẽ cắt gỗ, phải gỗ để bên dưới. Các bạn đã nhìn thấy máy cắt này ở bên ngoài rồi chưa ạ? Trang nhìn thấy rồi chưa ạ? Chưa ạ. Em nhìn thấy mấy ông làm nhôm kính có cái máy cắt nhôm kính cắt sắt không? Em cũng ít khi nhìn thấy ạ. Ít khi nhìn thấy ạ. Ok. Ok, ở đây chúng ta bốc chê là cái gỗ mà đã xẻ ra rồi, gỗ tấm ấy ạ. Son Chavi đây là tay cầm. Ví dụ như ở nhà chúng ta có cái chảo ấy, song chảo, cái tay cầm của nó cũng là Son Chavi đấy em nhé. Đi. Cũng là Son Chavi. Tiếp theo là Umchikida. Umchikida đây là di chuyển. Vi Arero lên trên, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đấy. Di chuyển. Bây giờ mời Trang đọc cái bản đoạn này Trang nhé. Này. Barusi Onerun Iki Kero mokche chalunen irun heya deo. Kureo minusinen iki ke otokke chakdom hanunji an anna annayo. Chunki kon sobon chokki opseoseoyo. Cha irotke hamyeon deo. Meoncho son chak pie itneun Anchon switch-i ren nuruseo. Kureko i jeonwon switch-i ren onnimyeon ikke ga chakdonghaki sijakhaeyo. Irotge ja hanbeon haeboseo. Son chak pie itneun anchon switch-i ren nuruko jeonwon switch-i-ren on-ni-mien. À, tuyên đều. Kike-ka chak-tong-ha-ki si-chak-ha-mien son-chak-pi-ren wi-a-re-ro um-chik-ro-so mok-che-ren cha-ru-mien tuyều. Trang đọc lại giúp thầy giáo trước này nhé. Đây là um-chik-kyo-so. Um-chik-kyo-so. Cái chữ cờ nó đọc lên đằng sau nhé. Um chi kyo so. Ok, um chi kyo so. 제목은 아무 죄를 자르면 돼요.
Ok, thu có đó học chưa? Nè, 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 nè. Ok, xin chắc cà phê Nè. Parusi onuri kikero mokche charunun irun heya deyo. Kureyo, Misu sinun ni i ikike otuke chakdong hanunji arayo? Choni gonso bon choki opsoseyo. Cha, 이렇게 하면 돼요. 먼저 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르세요. 그리고 2000원 스위치를 올리면 기계가 작동하기 시작해요. 이렇게 자, 한번 해보세요. 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르고 천원 스위치를 올리면 아 되네요. 기계가 작동하기 시작하면 손잡이를 위아래로 움직여서 목체를 자르면 돼요. Thầy sao em chẳng nghe thấy tiếng gì nhỉ? Đây, đoạn này chúng ta có 3 đoạn nhé. Nè. Kigeka chakdong haki shijak hamyeon là một đoạn. Son chabirun viarero umchikyeso là một đoạn. Và chemokrun mokcherun charimyeon doeyo là một vế, tức là chúng ta chỉ đọc thành 3 đoạn thôi. Thu đọc lại. 기계가 작동하기 시작하면 손잡이를 위아래로 움직여서 목체를 자르면 돼요. 손잡이를 위아래로 움직여서 움직여서 목재를 자르면 돼요. 목체를 자르면 돼요. Ok, đáng lẽ ra hôm nay chúng ta thử mỗi người đọc xem là đoạn này bao nhiêu giây nữa. Ô Ok. nê. Ok á. Ok, chúng ta nghe đã nhé.42과. 이 기계 어떻게 작동하는지 알아요? 대화 1. 바루 씨, 오늘은 이 기계로 목재 자르는 일을 해야 돼요. 그래요? 민수 씨는 이 기계 어떻게 작동하는지 알아요? 전 이걸 써본 적이 없어서요. 자, 이렇게 하면 돼요. 먼저 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르세요. 그리고 이 전원 스위치를 올리면 기계가 작동하기 시작해요. 이렇게. 자, 한번 해보세요. 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르고 전원 스위치를 올리면 아, 되네요. 기계가 작동하기 시작하면 손잡이를 위아래로 움직여서 목재를 자르면 돼요. 다시 한 번만 들으냐? 42과 이 기계 어떻게 작동하는지 알아요?
대화 1. 바루 씨, 오늘은 이 기계로 목재 자르는 일을 해야 돼요. 그래요? 민수 씨는 이 기계 어떻게 작동하는지 알아요? 전 이걸 써본 적이 없어서요. 자, 이렇게 하면 돼요. 먼저 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르세요. 그리고 이 전원 스위치를 올리면 기계가 작동하기 시작해요. 이렇게. 자, 한번 해보세요. 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르고 전원 스위치를 올리면 아, 되네요. 기계가 작동하기 시작하면 손잡이를 위아래로 움직여서 목재를 자르면 돼요. 오케이. Cái bài này chúng ta lưu ý là có cái vận hành cái máy cắt ạ. Thì chúng ta lưu ý là như vậy. Và hôm nay chúng ta có một số từ vựng về vận hành máy. Đầu tiên là kige chaktong, đó là vận hành máy móc nhé. Đầu tiên là chaktong hata là vận hành. Nhá, chaktong hata. Sayong hata hoặc là suta là sử dụng. Nuruda là ấn. Olida là đưa đẩy lên, đưa lên. Nerida là gạt xuống. Tolida là xoay, vặn. Kyuda là lắp đặt. Kyuda, lắp đặt. Kota là cắm. Peda là tháo ra, bỏ ra, loại ra. Kota là treo móc. Chukchehata là phù hợp. Và đây chúng ta sẽ mỗi người sẽ đọc cho tôi một lượt, nhưng mà chúng ta chia đôi câu yo luôn ở những phần này nhé các bạn nhé. Mời Trang làm trước lên Trang nhé. Chắc tông heo sai dông heo sơ yo sơ yo đúng không? Nua nun nail ư biến thành ơ em ơi, bởi vì đằng trước chữ ư nó không có a o nun lời o nail ok nail ton nail ki wo yo ko chayo ok ko chayo eo ko royo ok chukche heyo ok chukche heyo rồi mời bạn Thu rồi. Thu đọc sao? Ok, Trang đọc lại một lượt nữa cho nhanh nhé Trang nhé. Chắc tông heo, sai dông heo, sơ yo, nu rơ yo, ôn ni yo, nè đi yo, tôn ni yo, kêu quơ yo, khốt chai yo, khô chai yo, bè yo, khơ rơ yo, chắc chè heo. Chốc chê heo. Ở đây em hãy nói là cái này đi với chu seo. Động từ chia a ơ như vừa xong là bỏ tà đi, chia thành a ơ xong đi với chu seo. Ví dụ như là chắc tông he chu seo. Chắc tông he he chu seo, sa yong he chu seo. Sơ chu seo, lưu lơ chu seo, ô lia chu seo, lè lia chu seo,
돈 내어 주세요. 기워 주세요. 고차 주세요. 매 주세요. 빼 주세요. 매 주세요. 걸어 주세요. 적재 하 주세요. 적재 해 주세요. 적재 해 주세요. 네. Đấy là yêu cầu người ta làm gì đó. Ví dụ như là em bảo người ta tắt cho mình cái công tắc ấy. Người mình bảo là gạt xuống cho tôi. Gạt xuống là Nezio Chuseo đúng không? Đấy, vặn, xoay cho tôi hoặc là vặn cho tôi thì là Nezio Chuseo. Đấy nhá. Tiếp theo phần ngữ pháp, chúng ta có ngữ pháp số 1, đó là động từ đi với nân chi án già Muruta. Thì cái này thường nó sẽ đi với những từ mà giải thích, ví dụ như là từ otoke. Otoke thường là đi với từ otoke. Cái hành động này làm như thế nào, bạn có biết làm cái hành động này như thế nào không, hoặc là tôi không biết làm cái hành động này như thế nào, thì chúng ta sẽ sử dụng như thế này nhá. Otoke đi với động từ. Đấy, xong mới cho vào đây. Thường là như vậy nhá. Thì ở đây chúng ta lưu ý này. Số 1 này. Ikigeru otoke kunenji. Bạn có biết arayo, bạn có biết cái máy này. Otoke kuta. Kuta ở đây Trang có biết là gì không? Cắt ạ. Kuta là ngắt, tắt. Hả? Đây ạ. Nè, son chabi rơl. Quên chốc rô, thủ lý miễn, đều. Chỉ cần vặn cái tay cầm sang phía bên trái là thì được. Eagle, cái này. Ở thức kê, cô nâng gì? 모르겠어요. À, tôi không biết cái này cắm như thế nào. 이쪽은 đây ạ. 이쪽은 잡고, hãy cầm phía này. 잡다 là cầm nhé em nhé. 잡다 là cầm nắm. 이곳은 à 이 이쪽은 잡고 고추면 돼요. Cầm chỗ này cắm là được. 리안 씨가 뭘 좋아하는지 알아요? Bạn Lihan, bạn thích cái gì? Bạn bạn có biết bạn Lihan thích cái gì không? 글쎄요, để xem nào. 잘 모르겠는데. 잘 모르겠는데요. Tôi cũng không biết. Thì ở đây chúng ta động từ, chúng ta chỉ việc là bỏ chữ tà đi thôi ạ nhá. Chỉ việc bỏ chữ tà và đi với nần chi án ta hoặc là nần chi mù đư tà. Án ta mù đư tà. Và trong câu hỏi thường người ta sẽ nói cùng kèm với là ơ thức kê là như thế nào. Ơ thức kê mập nần chi. Ơ thức kê khá nần chi. Ơ thức kê xa nần chi. Thì chúng ta có thể đều dùng được như vậy ạ. Ví dụ Trang ạ. 한국어 어떻게 공부하는지 알아요? Trang có biết học tiếng Hàn như thế nào không? Thì đấy là những cái ví dụ mà chúng ta có thể làm nhé. Bây giờ mời bạn Trang làm ví dụ này giúp thầy giáo vậy ạ. Nối từ vào với nhau đúng không ạ? Đầu tiên số 1 nó cắm à, hay là rút đấy ạ? Mũi tên đi lên nó rút ra đúng không ạ? Beta. Beta. Ok, beta. Tiếp theo bức tranh số 2 em. Kiu kiu ta. Kiu ta, kiu ta. Bức tranh số 3. 적재하다. 적재하다. 수원. 건다.
cota. Cái cuối cùng là cota, cô trai. Ở phần số 2, chúng ta ứng dụng nần chi dựa vào những cái từ bên cạnh này. Chúng ta sử dụng nần chi mô đưa ta hoặc án ta để chúng ta làm câu ạ. Thì bạn Trang làm câu số 1, cho thầy giáo làm câu số 2. Hay thầy giáo làm câu 1 trước nhé. Câu nào được? Thầy giáo làm câu 1 trước đi. Ikige otoke chaktong hanun chi arayo. Nè, switch를 올리면 돼요. Là cái máy này vận hành như thế nào? Bạn có biết máy này vận hành như thế nào không? Có. Bật cái công tắc lên là được. Đưa cái công tắc lên là được. Nào bạn Trang làm câu số 2 nào. Nè, 이건 어디에 꽂는지 알아요? 아니요. 어디에 꽂는지 몰라요. Ok, một lại rồi đúng không ạ? Bởi vì đây là câu trả lời nhá. Tiếp theo, ở y chân cu yo. Cái bóng đèn này. Cái bóng đèn này, chân cu là cái bóng đèn nhé các em nhé. Otoke kyu nen ji, đúng không ạ? Otoke kyu nen ji. Bỏ ta đi ạ. Kyu u nen ji. Arayo. Bạn có biết thay bóng đèn này như thế nào không? Trong các bạn nhiều. Chờ tôi một chút. Chỉ ca heo bút kêu để tôi thử xem. Đấy, nhá. Đấy là đoạn số 1, chúng ta có nên chi án ta và mô đưa ta. Rồi, chúng ta chuẩn bị sang đoạn hội thoại số 2 là về cái việc đóng gói. Đây, Trang nhìn thấy ở đây trên này là những cái thùng cắt tông này ạ. Thì thầy giáo giới thiệu là đầu tiên người ta có đây ạ, có những cái miếng bìa to này, xong người ta cắt thành cái hình, những hình bé, cắt thành hình như thế này này, xong người ta mới gấp lại và dán hoặc là bắn ghim để thành những cái hộp như thế này, được ạ. Thì chúng ta nhìn thấy những cái thùng cắt tông, ví dụ như thùng mì tôm các thứ ở cái thành hộp ấy, là họ có những cái ghim ấy. Nè. Nha. Thì đấy là những cái mà trong cái việc mà làm đóng thùng, ví dụ như ở Thái Nguyên mình có cái công ty Đu Sân ấy, ở chỗ sông Công ấy, họ làm được cái mảng thùng cắt tông này. Nào đây chúng ta có cái đoạn hội thoại như sau. Đây là Pan Trang nghĩa là tổ trưởng ấy. Indica là một người làm, đúng không? Indica. Thì cuộc nói chuyện này giữa hai bạn này sẽ là như thế nào? 오늘 작업은 얼마나 진행됐어요? 진행하다. Đây là đã làm, đã tiến hành. 진행하다 là tiến hành. Cái công việc hôm nay đã tiến hành được bao nhiêu lâu, đã được tiến hành được bao nhiêu rồi? 오전에는 곤팡치 자르는 작업은 끝냈고요. 끝냈고요. Đó là 오전에는 rồi trong buổi sáng ấy. 곤팡치, đây 곤팡치 nó chính là cái tấm bìa này, tấm bìa mà chưa đem đi cắt ấy. Cái này người ta gọi là 곤팡치. Nghe chăng nhá. 곤팡치 là để làm thùng ấy. Thì 곤팡치 자르는 작업은 là cái việc mà cắt cái bìa cắt tông ấy, cân nét cùi là đã xong hết rồi. Ohu vu thơ từ buổi chiều, ohu là buổi chiều, vu thơ là từ buổi chiều. Chụp cô, chụp là gấp nhá, gấp vào là chụp ta. Chụp cô, phụt chi nên chả gờ vân ha cô ít rồi hổ. Phụt chi là dán keo ấy nhá. Phụt chi nên chả gấp là cái việc dán. Tức sáng nay cắt xong rồi, từ buổi chiều là gấp và dán. Đây ha cô ý sợi là đăng. 그러면 và 6시까지는 đến khoảng độ 6 giờ, đến 6 giờ. 주문 받은 상자를
완성할 수 있을 것 같아요. có lẽ, 그 같아요 là có lẽ có thể hoàn thành những cái hộp mà cái sang sang gia là cái những cái hộp và tương sang gia là những cái hộp mà đã được đặt hàng vào lúc đến lúc 6 giờ. Thế nhưng đến lúc 6 giờ chắc là sẽ có thể hoàn thành được những cái hộp mà người ta đã đặt hàng rồi. 콘 판치는 충분해요? 충분하다 là đủ. 충분하다 là đủ. 콘 판치는 충분해요? 어제 작업 끝난 후에 sau khi kết thúc công việc ngày hôm qua ấy, 보니까 tôi thấy 얼마 남지 않았던데요. Là đã không thừa nhiều. 남다 là thừa. 지 않다 là không, cố định. 남지 않다 là không thừa nhiều, không thừa. 얼마, 얼마 là chỉ một chút thôi, 얼마, một chút. Bao nhiêu đấy, thực tế chúng ta dịch là bao nhiêu đấy. Còn thừa không bao nhiêu. 네, 지난주에 주문한 콘판치가 오늘 오후에 도착할 거니까. 니가 đây là vì. Vì là gì ạ? 지난주에 tuần trước ấy. 주문한 콘판치가 là cái콘판치 cái miếng bìa này. Muốn làm được thùng cắt tông là phải có bìa. Thì cái miếng bìa này là người ta đặt từ tuần trước. Và hôm nay Ohue Tochakhal Konika và hôm nay đã buổi chiều nay đã về. Munje Opsum Kokathayo. Chắc là không có vấn đề gì. Đã. Các bạn hiểu cả chưa ạ? Trang hiểu chưa ạ? Bây giờ chúng ta cùng nhau nghe nhé. Đề화 2. 오늘 작업은 얼마나 진행됐어요? 오전에는 골판지 자르는 작업을 끝냈고요. 오후부터 접고 붙이는 작업을 하고 있어요. 그러면 6시까지는 주문받은 상자를 완성할 수 있을 것 같아요. 골판지는 충분해요? 어제 작업 끝난 후에 보니까 얼마 남지 않았던데요. 네, 지난주에 주문한 골판지가 오늘 오후에 도착할 거니까 문제 없을 것 같아요. 대화 2. 오늘 작업은 얼마나 진행됐어요? 오전에는 골판지 자르는 작업을 끝냈고요. 오후부터 접고 붙이는 작업을 하고 있어요. 그러면 6시까지는 주문받은 상자를 완성할 수 있을 것 같아요. 골판지는 충분해요? 어제 작업 끝난 후에 보니까 얼마 남지 않았던데요. 네, 지난주에 주문한 골판지가 오늘 오후에 도착할 거니까 문제 없을 것 같아요. 이제 mời bạn Trang đọc một lượt thì Trang ơi. 네. 오늘 작업은 얼마나 진행됐어요? 오전에는 곤반치 자르는 작업은 끝냈고요. 오후부터 접고 부티는 작업은 em ơi. Trang ơi, 부티다. 네. Cái này buti. Đây nhá. Vẫn đọc là khu đúng không? Nhưng mà đằng sau ấy nó là chi. Nó giống như cạc chi ấy. 네. 부티는 작업은 하고 있어요. 그러면 6시까지는 그러면 6시 차치는 주문 받은 6시 차치 여러분 6시까지는 주문 받은 상차를 완성한 수 있은
것 같아요. 골판지는 충분해요. 언제 작업 끝난 후에 보니까 얼마만 남지 않았던데요. 네, 지난주에 주문한 골판지가 오늘 오후에 도착한 거니까 문제 없은 것 같아요. 네, 오케이. Bây giờ Trang đóng vai cùng với thầy giáo nhé. Trang đóng vai là Intiga trước, thầy giáo đóng là Phan Trang trước. 오늘 작업을 얼마나 진행됐어요? 오전에는 콘반치 가르는 작업은 자르는 작업은 끝냈고요. 오후부터 접고 무치는 작업은 하고 있어요. 그러면 6시까지는 주문받던 상차는 완성할 수 있을 것 같아요. 콘반치는 충분해요? 어제 작업은 끝난 후에 보니까 얼마 남지 않았던데. 네, 지난주에 주문한 건반지가 오늘 오후에 도착한 거니까 문제 없은 것 같아요. 오케이. Bây giờ Trang đóng vai là Ban Trang nhé. Thầy giáo đóng vai là Intiga. Intiga. 네. 오늘 작업은 얼마나 진행됐어요? 오전에는 콘판지 자르는 작업은 끝냈고요. 오후부터 접고 붙이는 작업은 하고 있어요. 그러면 6시까지는 주문 받은 상자를 완성할 수 있을 것 같아요. 콘판지는 충분해요? 어제 작업 끝난 후에 보니까 얼마 남지 않았던데요. 네, 지난주에 주문한 콘판지가 오늘 오후에 도착할 거니까 문제 없을 것 같아요. 네. Trang chú ý mấy cái từ này. Đầu tiên là cái từ mà đây ạ. Chakabun kunnet koyo. Và thứ hai nữa là Chakabun kunnan hue. Chakabun kunnet koyo. Cái này là kunnet koyo. Nè. Kunnet koyo. Cái này đọc là n ấy nhé. Bởi vì đằng sau nó là chữ n. Cái này tương tự như vậy, đằng sau có chữ n là đọc là kun. Kinh nan huê, chứ không đọc là kinh nan huê. Chắc cấp kinh nan huê. Chắc cấp kinh nan huê. Kinh, chúng ta đọc là kinh nhé. Này. Ok. Ở đây chúng ta có mấy cái là khôn ban chi là bìa cắt tông này. Trung bún hà tà là đủ này, tám tà là thừa. Thiếu là gì Trang biết không? Thiếu. Phu chốc hà tà. Ngược với đủ đó là phụ chốc hả? Đây em cứ viết thêm từ đấy bên dưới này. Kiểu như là học mình học như tính từ trái nghĩa nó sẽ nhớ được lâu hơn. Nào đây chúng ta học tìm hiểu về cái OVE phần từ vựng số 2. Đó là phụ trang chắc gấp, đó là đóng gói, công việc đóng gói. Phụ trang là đóng gói và chắc gấp là công việc. Thì ở đây Trang nhìn lên đây chúng ta có mấy cái như sau. Đó là chê tà là đo nhé. Chê tà là đo. Đo này chúng ta áp dụng cho cả đo người. Đúng không? Tiếp theo là cha đư tà là cắt chặt thái. Đó. Cắt thường là chúng ta dịch nghĩa đó là cắt bằng cưa hoặc bằng dao. Chúng ta dùng là cha đư tà. Hôm trước chúng ta có bài là dùng cưa hay là dùng búa để cắt dây điện đúng không ạ? Tiếp theo là Orita. Orita là cắt xén bằng kéo.
vẫn là cắt thôi nhưng mà dùng bằng kéo thì người ta sẽ gọi là kuritada, bằng dao bằng cưa thì dùng là chadada, còn bằng kéo người ta dùng là orida. Tiếp theo là chớp ta đây là gập nhá, gập nó thành hình cái thùng đấy ạ, chớp ta gập. Dán là sẽ là kuchida. Trang đọc lại cái chữ này ạ, Trang. Kuchida. 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 Có một từ nữa đó là như này. Cũng là kuchida nhưng cái này đó là gửi. Như kiểu koneta đấy ạ, gửi thư ấy ạ. Thì chúng ta dùng là kuchida. Còn đây vẫn là kuchida nhưng đây là dán. Dán keo ấy, kuchida. Tiếp theo là hanja. Hanja là treo những cái móc, những cái phụ kiện vào. Hanja. Được chưa? Tiếp theo là chúng ta có chochol. Chochol hata. Chochol hata. Đọc nhanh thành chochol hata. Thì đây là điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp nhá. Tiếp theo là có quan sơn hata. Quan dân hà là hoàn thành. Ở trong công ty may ấy, thì người ta hay có cái xưởng gọi là xưởng quan dân, đó là xưởng hoàn thiện ấy. Tiếp theo chế chắc hà là, chế chắc hà là chế tác, tức là mình tạo ra cái thùng ấy. Tiếp theo là chúng ta ôm kỳ đà là di chuyển, vận chuyển. Ôm kỳ đà. Bây giờ mời Trang đọc lại từ đầu đến cuối 10 từ vựng này Trang nhé. Này. Chata, charuta, orita, chopta, uchita, tanta, chochonhata, ansonhata, chechakhata, umkita. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái động từ tính từ đi với l-u-k-k-t-h-a. Thì cước cắt thà chúng ta bỏ chữ tà đi thì chúng ta là sau đôi câu này chúng ta sẽ thêm là gì ạ? IO đúng không? Thành cước cắt thà IO. Thì động từ hoặc tính từ đây có phụ âm đáy thì sẽ đi với L, L. Thì chúng ta có phụ âm ấy thì đi với L. Tôi viết lại cái này nhé. Động tính từ đi với L hoặc là L. Cước cắt thả. Thì đây nếu mà cái phụ cái động tính từ đằng trước mà không có phụ âm đáy hoặc là phụ âm đáy là chữ l ấy, thì chúng ta thêm chữ l là phụ âm đáy. Còn nếu mà có phụ âm đáy nhưng ngoài là chữ l ra thì chúng ta sẽ đi với l. Có phụ âm đáy nhưng mà không phải là l thì sẽ là đi với l nhá các em nhé. Ví dụ như chúng ta là Kumbu Hada chẳng hạn. Kumbu Hada. Thì vào câu này sẽ thành là Kumbu bỏ tà đấy nhá. Kumbu Hal cớt đúng không ạ? Hal cớt cắt thả. Cớt cắt thay hồ. Đấy. Ví dụ như là Trang Siga chỉ cơm công vụ hay cứ gặp thầy hồ. Chắc là bây giờ Trang đang học. Mọi người khác đang nghĩ như là như vậy. Và tiếp theo bây giờ mình thấy bạn Thu đang tắt mic chẳng hạn. Thì chúng ta nói là bây giờ bạn Thu chắc là đang ăn cơm. Thì sẽ nói như nào Trang? Một cơ gặp thầy hồ. Thì em không phải. Trang nói cả câu đi. Ví dụ như là Thu Siga. À. Tushika mokkeun mokkeun Tushika chikkeun mokkeun geot gatayo. Nhưng mà mok cái gì em? Ăn cơm ấy. Mokkeun babul. Babul mokkeun geot gatayo. Ok. Thế bây giờ mình cứ đoán đi ạ. Bây giờ Thu chắc là đang uống bia nói nào. Tushi chikkeun Mekchu bia. Mekchu ma ma se ma sin.
Machine cắt cắt tile. Machine, bởi vì không có bắt chim thì là machine cứ cắt tile. Ok, machine cứ cắt tile. Đây em chú ý nhá, nhìn trên này thầy giáo phóng to cái này. Đây này trai, đây chú ý nhé, cân cớt cá thầy ồ thì cái chữ cớt này nó đứng vào dấu cách nhé, trước nó cũng cách và đằng sau cũng cách ra nhé, cách cách ra. Cho nên khi chúng ta mà tập viết chẳng hạn thì cái chữ su này cũng là cách này đấy, thì chúng ta sẽ viết là đây, ví dụ thầy giáo viết lại nó rộng ra nhé, đó là đây ạ, isil isil thì cái này viết liền nhau, cớt thì cách ra nhỉ, cớt trong cáp thầy đấy, chúng ta khi viết chúng ta lưu ý viết cách rộng ra như này thì dễ hình dung nhé. Nào chúng ta xem đây Trang ơi, dịch số một câu một thì Trang đọc và dịch câu số một này. Nè, 언제 차커피 끝난 것 같아요? 끝난 6시 끝난 것 같아요? 6시까지는 끝난 것 것 같아요. Này, ok. Nghĩa là gì em? Khi nào công việc kết thúc? Khi nào kết thúc công việc? Đúng không? Này. Chắc là 6 giờ kết thúc. Chắc là 6 giờ kết thúc. 6 giờ chắc là kết thúc. Tiếp theo câu thứ hai này. 상자를 다 접은 수 있어요? 상자 là cái hộp ấy ạ. 다 접은 수 있어요? Có làm xong hết tất cả các hộp không? 네, 다 접은 수 있은 것 같아요. Vâng, có thể gập xong tất cả các hộp. Có thể gập xong tất cả. Câu 3, bạn Trang đọc câu hỏi và thầy giáo bạn Trang đọc câu số 1 và thầy giáo đọc câu số 2. 네, 커피가 온것 같아요. Đây nhá, cốt chứ không phải cướp đâu, Cốt. cốt Đấy. cốt đây là sớm hoặc là nhanh. Pika ol cơ cắt thầy ồ, pika ol cơ cắt thầy ồ là chắc là sẽ mưa đúng không ạ, thì đây là cốt pika ol cơ cắt thầy ồ là sẽ mưa nhanh thôi, chắc là sẽ mưa sưa sẽ mưa sớm đấy. Kureo usanen kachiko wasoyo, bạn có cầm ô đến không? Kachi để kachiko oda, kachiko oda đây là chính là mang đến, mang cái gì ạ, mang u san đến, bạn có mang ô đến không nhá, giao dịch là như vậy. Tiếp theo chúng ta có một số cái phần luyện tập số 2 này. Đầu tiên chúng ta có những từ vựng như sau. Đây là có năm hành động và bên dưới là có tương tự như là năm cái từ vựng, thì bây giờ theo từng cái trình tự một để làm hoàn thành một cái hộp thì bạn Trang sẽ xếp như thế nào? Đầu tiên là che tà Cái đấy em ơi, cái này đọc là che chứ không phải là che che nhá, che tà. đấy đấy che tà cha rư thứ hai là cha rư tà Hai trao đưa tà, đây từ từ đó đánh dấu ạ. Một là chia là, số hai là sao đưa ra, số ba ba là ori tà ô đi ra ba bốn là chớp tà trước là bốn đúng không, năm thứ là năm là bu chi tà chia ra đúng không, ok chưa. Tiếp theo sử dụng cốt cắt thà để nói trong cái đoạn hội thoại này. Đây có rất nhiều hội thoại, thì bây giờ bạn Trang làm câu 1 xong rồi thầy giáo làm câu số 2 xong lại bạn Trang làm câu số 3 nhé. Nè. Ơn chê ca chi hoàn thân hàng thủy tới ít sư cái ô. Ít sư cái ô đây là hỏi
Đúng không? Hỏi này là hỏi ý kiến. Hoàn sơn là hoàn thành. Hoàn sơn hà tà là hoàn thành. Thì là ơn chê ca chi là đến bao giờ? Đến bao giờ thì có thể, đúng không? Là ơn chú ý tà là có thể. Đến bao giờ có thể hoàn thành? Thì bạn Trang trả lời thế nào? Nè, tu si ca chi hàn su hàn su ít sơn cực cắt tay. Đúng rồi, ít sơn cực cắt tay. Ok. Câu số 2 này. Sang cha sang bé kê rừng nail a chim ca chi chê chắc hàn su ít sơn cây. Sang cha sang bé kê là 300 cái thùng cắt tông. Sang cha là thùng cắt tông nhá. Sang bé kê 300 cái. Nê là chim ca gì? Đến sáng ngày mai. Chê chắc han suy sư cái có thể chế tác được không? 300 cái đến sáng ngày mai có thể làm được, có thể chế tác được 300 cái thùng cắt tông không? Thì bạn này trả lời như thế nào Trang? Grosser him tên cắt thải. Em ơi, em đọc lại. Cứ cơ sân, chứ cứ rớt ở đâu? Cứ cơ sân, him tên cắt thải. Ok, cứ cơ sân, him tên cắt thải. Cái việc đó, cứ cơ sân, cái đó có lẽ khó. Yeah. Câu số 3. 자르는 작업은 다 끝낼 수 있을 것 같아요. 자, có thể kết thúc, có thể bạn có thể kết thúc cái kết thúc tất cả cái việc mà cắt được không? Thì Trang trả lời như nào câu số 2? 그러면 제가 도와준 테니까 걱정하지 마세요. Đây. Bạn kia bạn bảo tôi chắc là gì ạ? Tôi chắc là có thể kết thúc được cái công việc cắt này, nhưng mà rất nhiều đương nhiên rồi. Chỉ ga toa chun senika, tôi sẽ giúp đỡ cho. Cấp chân Hachimaseo, bạn đừng lo. Nha, cấp chân Hachimaseo đó chính là quên người khác là đừng lo, đừng lo lắng. Nha. Tiếp theo chúng ta có câu 4 nữa. 빠르시 내일 같이 소풍은 가는 게 어때요? 소풍. 소풍 đây là đi xem lá đỏ đấy phải. 소풍. Tôi kiểm tra lại. Ở xuất phung đây là cắm trại em nhé, đi dã ngoại. Xuất phung cà tà là đi cắm trại, đi dã ngoại. Cái việc đi cắm trại hoặc dã ngoại. Ngày mai, Paru ngày mai cùng tôi đi cắm trại thì bạn thấy thế nào? Nên, Nang Chiga, Achu, Mata thì sẽ thành gì ạ? Achu, Margun đúng không? Margul, cô cắt thay ô. Cứ đấy ô, vậy à, chơi ô, tốt. Maxinen cơ sơn, Maxinen cơ chuẩn bị hết rồi. Thania, opsida. Maxinen cơ là cái những cái đồ ăn ngon. Chuẩn bị hết rồi. Chuẩn bị rồi. Thania opsida. Đó là cùng nhau đi rồi về. Thania opsida là cùng nhau đi rồi về. Paru rủ bạn này ngày mai đi cắm trại, bạn thấy thế nào? Thời tiết có vẻ tốt đấy. Thì là được. Thế à, tốt. Chuẩn bị những đồ ăn ngon. Chuẩn bị những đồ ăn ngon rồi. Chúng ta cùng nhau đi rồi về. Cùng nhau đi.
Tiếp theo phần hoạt động thì chúng ta có 작업하는 방법 모르면 nếu mà không biết về cái phương pháp mà làm việc ấy 어떻게 말해야 돼요? Bạn phải làm như thế nào? Bạn phải nói như thế nào? 말해야 돼요? Bạn phải nói như thế nào? 포기처럼 물어보세요. 포기처럼 là giống như phần 포기 này. 물어보세요 là hãy hỏi. Thì ở đây 작동하다 mình muốn hỏi là cái máy này vận hành như thế nào chẳng hạn. Thì là 이거 어떻게 작동하는지 알아요? 좀 가르쳐 주세요. Hãy chỉ cho tôi hoặc là hãy dạy cho tôi. Được chưa? 이건 이거 là cái này 어떻게 작동하는지 알아요? Cái này vận hành, bạn có biết cái này vận hành như thế nào không? 좀 가르쳐 주세요. Hãy chỉ cho tôi. Câu này Trang hãy thuộc lòng đi Trang nhé. Yeah. Ồ. Sau này chúng ta sẽ bỏ cái chữ y cơ này đi thay bằng y hữu telephone hoặc là y kike hoặc là y computer. Tức là cái máy tính này chẳng hạn y computer. Otoke chắc tông hàn chị ở đấy bạn có biết vận hành cái máy tính này không? Nhá. Ne poseo. Vâng, hãy nhìn đây. 이렇게 하면 돼요. Làm như thế này thì được. Khi đó người ta sẽ hướng dẫn trực tiếp bằng tay. Nhá. Thì lúc đó chúng ta sẽ học cách của người ta. Đây ạ. Nếu mà không biết cắm vào như thế nào thì hỏi như nào, Trang? Nè. 이거 어떻게 코드는지 알아요? Em ơi. Code. Đọc rõ cái cờ ra. Code. 어떻게 코드는지 알아요? Code 는지 알아요? 좀 가르쳐 주세요. 가르쳐. 가르쳐 주세요. 가르쳐 주세요. 가르쳐 주세요. 네, 좀 가르쳐 주세요. Nào, tiếp theo. Bạn có biết cái này treo như thế nào không? 이거 어떻게 끊는지 알아요? 좀 가르쳐 주세요. 가르쳐. 가르쳐 주세요. 가르쳐, 말 가르쳐. 쳐. 쳐. 네, 쳐. 쳐. 그죠? Nhưng mà không phải là 쳐, mà đọc là 쳐. 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 가르쳐. 가르쳐 주세요. 아, tiếp theo. Cái số 3. Thì thầy giáo sẽ làm cái số 3 rồi nhé. 이거 어떻게 자르는지 알아요? 좀 가르쳐 주세요. Không phải là 가르쳐, 가르쳐. câu số 4 là gập cái thùng này như thế nào? Tôi không biết gập cái thùng này như... Bạn có biết gập cái thùng này như thế nào không? Hãy chỉ cho tôi. Trả lời như thế nào em? Nói bằng tiếng Hàn như thế nào? 이거 어떻게 상차를 접는지 알아요? 좀 가르쳐 주세요. 네, 가르쳐 주세요. 자, tiếp theo. Bạn có biết cái này móc vào như thế nào không? Điều chỉnh móc vào như thế nào không? 이거 어떻게 따는지 알아요? 좀 가르쳐 주세요. 네. Cái này điều chỉnh như thế nào? Bạn có biết cái này điều chỉnh như thế nào không? Chỗ nào là điều chỉnh? 이거 어떻게 조정하는지 알아요? 좀 가르쳐 주세요. 네, 가르쳐 주세요. 오케이. Đây là những cái phương pháp an toàn. Đấy, xong phần trên rồi. Thì chúng ta có phần thông tin văn hóa đó là 안전 도구 및 기계 사용법. Đó là dụng cụ an toàn và phương pháp sử dụng máy. Đây ạ, nếu mà chúng ta sử dụng máy mài, chúng ta lưu ý nhá. Những cái rồi sử dụng máy khoan hoặc máy dập thì chúng ta chú ý tay. Đấy. Nếu mà chúng ta sử dụng cái
Đây ạ. Nên vận hành máy mài, bạn nên vận hành máy mài ở tốc độ thấp bằng tay trần. Tức là chúng ta sử dụng máy móc về cơ khí, thường là chúng ta sẽ sử dụng về tay trần làm việc, tức là tay không không đeo găng, không không đeo găng. Bởi vì khi đeo găng ấy, thì nó rất bị dễ quấn vào trong máy và nó kéo luôn tay mình vào đấy. Trước khi sử dụng máy tiện, bạn nên đảm bảo tất cả thiết bị bảo vệ vành đai và bánh răng được đặt tại vị trí bằng máy chạy không tải trong một khoảng thời gian nhất định. Tức là chúng ta